Hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn có nhiều sức khỏe, bình an, công việc gặp nhiều may mắn, thuận lợi. Hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với các bạn về luận giải tử vi 12 con giáp trong năm 2021, chi tiết cho từng tuổi, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Dần, tuổi Mão, tuổi Thìn, tuổi Tỵ, tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Thân, tuổi Dậu, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Mời các bạn cùng theo dõi. Năm Canh Tý 2020 qua đi đầy biến động và hướng đến một năm mới Tân Sửu 2021, 12 con giáp sẽ có một năm mới như thế nào, tiền tài và sự nghiệp có thành công hay không, chuyện tình cảm sẽ ra sao? Hãy cùng xem ngay tử vi 12 con giáp năm Tân Sửu 2021 để biết được bản thân mình cũng như những người thân yêu của bạn sẽ có một năm như thế nào nhé. Năm 2021 được tính dương lịch từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến 31 tháng 12 năm 2021 và âm lịch có mốc thời gian từ 12 tháng 2 năm 2021 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022. Con trâu là con giáp thứ hai trong 12 con giáp. Xuất phát từ quan điểm tính ngũ hành thiên can địa chi trên thì năm Tân Sửu 2021 có can tân thuộc hành kim vàng, mệnh thổ ứng với màu vàng nên được xem là năm châu vàng. Năm Tân Sửu sẽ là một năm đầy khởi sắc cho những người thuộc cung mệnh hỏa và thổ về đường công danh và sự nghiệp. Trong năm 2020 có thể họ đang bị kìm chế về tài chính nhưng trong năm 2021 họ sẽ là những người thành công nhất. Theo tử vi năm 2021 Tân Sửu, người tuổi Sửu là con giáp đáng tin cậy và có thể dựa vào mọi lúc. Vì vậy, năm nay đồng nghĩa là làm việc chăm chỉ, quyết tâm, mạnh mẽ và kiên cường để đạt được những điều mà bạn muốn hoàn thành trong cuộc sống. Tuổi Sửu cũng biểu thị sự thành công và những thành tựu to lớn trong tất cả các dự án mà bạn đang thực hiện. Vào năm 2021, bạn nên đưa ra những quyết định và lựa chọn khôn ngoan giúp bạn đạt được mục tiêu trong cuộc sống. Bạn không nên từ bỏ ước mơ của mình vì bạn có tiềm năng tạo ra điều gì đó tuyệt vời trong cuộc sống của mình trong năm nay. Năm nay, bạn nên chứng minh rằng bạn có khả năng đạt được bất cứ điều gì mà bạn đặt tâm trí và sức lực của mình. Các dự đoán của tử vi năm 2021 bao gồm hầu hết các lĩnh vực trong cuộc sống của bạn, bao gồm sự nghiệp, tình yêu và các mối quan hệ, tài chính, du lịch, sức khỏe và giáo dục cùng những lĩnh vực khác. Sửu cũng biểu thị cho nông nghiệp thuận lợi vào tháng chính Sửu là tháng giêng. Theo tử vi năm 2021 Tân Sửu, màu sắc được ưa chuộng trong năm nay là xanh lá cây và đỏ. Những màu này cân bằng các luồng năng lượng của năm yếu tố ngũ hành kim, mộc thủy, hỏa thổ. Màu xanh lá cây tượng trưng cho hành mộc còn màu đỏ tượng trưng cho mệnh hỏa. Bạn có thể tăng vận may trong năm nay bằng cách sử dụng có chứa hai màu này. Tử vi năm 2021 Tân Sửu tổng quan từng con giáp. 1. Tử vi năm 2021 tuổi Tý. Tuổi Tý sinh các năm 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 hoặc 2020. Tuổi Tý nên sẵn sàng đối mặt với những thử thách lớn trong sự nghiệp của mình trong năm 2021. Trong vấn đề tình yêu, những người độc thân sẽ có thể yêu và gặp được người bạn tâm giao. Đây sẽ là một năm tốt để họ gặp gỡ những người mới và tạo nên những mối quan hệ cá nhân và nghề nghiệp tuyệt vời. Dự đoán tử vi tuổi Tý 2021 cho thấy năm nay sẽ là một năm tuyệt vời đối với người tuổi Tý. Bạn sẽ có thể nắm bắt được tuổi Sửu. Nửa cuối năm sẽ rất tốt cho người tuổi Tý vì những điều tuyệt vời sẽ bắt đầu hiện hiện trong cuộc sống của họ. Các ngôi sao được sắp xếp có lợi cho bạn trong năm nay, do đó, không có gì khiến bạn phải lo lắng về tình trạng của mình trong cuộc sống. Những dự đoán của tử vi năm 2021 đang cho bạn biết rằng hãy sẵn sàng cho những thay đổi tích cực sắp diễn ra trong cuộc sống của bạn. Sao đào hoa đang chiếu sáng cho bạn trong năm nay. Bạn sẽ tạo ra những mối quan hệ công việc tuyệt vời với đồng nghiệp của mình ở nơi làm việc. Bạn cũng sẽ gần gũi hơn với gia đình và bạn bè của mình. Những dự đoán của chiêm tinh học năm 2021 tiết lộ rằng bạn cần sử dụng ngôi sao Peach Blossom để tạo lợi thế cho mình trong việc tạo dựng các mối quan hệ cá nhân và nghề nghiệp lâu dài. Năm 2021 tiết lộ rằng những tháng âm lịch tốt nhất của bạn trong năm là tháng 7, tháng 12 và tháng 3. Tuy nhiên, bạn nên cẩn thận với những tháng 6, 5 và 2 âm lịch vì chúng có thể gây rắc rối trong cuộc sống của bạn. 2.
Tử vi năm 2021 tuổi Sửu. Tuổi Sửu sinh vào những năm 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 hoặc 2021. Năm 2021 là một năm thịnh vượng cho bạn và gia đình bạn. Bạn nên tập trung nhiều hơn vào việc ổn định tinh thần và củng cố các mối quan hệ tình cảm. Gia đình thật sự rất quan trọng, do đó, bạn nên luôn ở đó cho gia đình và bạn bè của bạn. Đảm bảo rằng bạn cung cấp cho những người mà bạn quan tâm những gì bạn có được. Các cơ hội đặc biệt sẽ đến với bạn, vì vậy bạn nên nắm bắt tất cả. Tử vi năm 2021 tiết lộ rằng đây có thể là năm của người tuổi Sửu nhưng sẽ là một năm đầy thử thách đối với người tuổi Sửu. Năm 2021 sẽ chứng kiến bạn mất một số tiền do những khoản đầu tư sai lầm mà bạn đã thực hiện trong quá khứ. Những thay đổi đang đến với bạn trong năm nay, nhưng chúng có thể là tiêu cực hoặc tích cực. Không có gì đảm bảo rằng bất kỳ khía cạnh nào trong cuộc sống của bạn sẽ được cải thiện so với năm trước. Dự đoán năm 2021 tiết lộ rằng bạn nên kiên nhẫn với bản thân và chờ đợi cuộc sống mở ra trước mắt thay vì cố gắng sửa chữa những thứ mà bạn không thể kiểm soát. Sẽ có rất nhiều thử thách trong cuộc sống của bạn trong năm nay, nhưng bạn đừng bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ cuộc sống. Học những bài học quan trọng trong cuộc sống từ những sai lầm của bạn và sử dụng thất bại của bạn làm nguồn cảm hứng để mong muốn những điều lớn lao hơn trong cuộc sống. Tô đậm những khoảnh khắc trong cuộc sống khi bạn đang ở trên đỉnh cao. Bạn sẽ có một chút cảm xúc trong năm nay, nhưng đôi khi tình cảm là một điều tốt. Năm 2021 tiết lộ rằng tháng âm lịch tốt nhất của bạn sẽ là tháng 8 và tháng 11. Tuy nhiên, bạn nên cẩn thận trong các tháng 6, 5 và 9 âm lịch. 3. Tử vi năm 2021 tuổi Dần. Tuổi Dần sinh các năm 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 hoặc 2010. Hổ đứng thứ 3 trong 12 con giáp. Tử vi tuổi Dần năm 2021 tiết lộ rằng đây sẽ là một năm đầy thách thức và tốt đẹp đối với những người tuổi Dần. Bạn sẽ có 3 ngôi sao may mắn chiếu qua bạn, và chúng sẽ mang lại cho bạn những rung động và năng lượng tích cực. Tuy nhiên, một số sao xấu sẽ mang đến một số rắc rối nhỏ trong cuộc sống của bạn. Sao đào hoa là một trong những sao chiếu mệnh đối với người tuổi Dần. Nó mang lại may mắn và tài lộc. Tại nơi làm việc, bạn sẽ hòa thuận với đồng nghiệp và trở nên nổi tiếng nhờ công việc tốt mà bạn đang làm. Ngôi sao đào hoa cũng có thể mang đến rắc rối tại nơi làm việc của bạn vì sếp có thể không hài lòng với công việc của bạn mặc dù bạn đang hoàn thành tốt công việc. Bạn nên học cách sử dụng sao đào hoa để tạo lợi thế cho mình khi liên quan đến sự nghiệp, tài chính và các mối quan hệ. Nam giới sẽ đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của bạn trong năm nay, có thể là bố, anh trai hay thậm chí là bạn bè. Dự đoán của năm 2021 tiết lộ rằng bạn cần phải cẩn thận với những quyết định và lựa chọn mà bạn đưa ra trong cuộc sống. Hãy sẵn sàng cho những thử thách sẽ đến với bạn. Hãy luôn chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất trong cuộc sống vì bạn không bao giờ biết được điều gì có thể xảy ra. Những tháng tốt nhất của bạn trong năm nay sẽ là tháng 10, tháng 9 và tháng 5. Bạn nên cảnh giác trong những tháng 7 và 4 âm lịch. 4. Tử vi năm 2021 tuổi Mão. Tuổi Mão sinh vào các năm 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 hoặc 2011. Tử vi 2021 tiết lộ rằng năm 2021 Tân Sửu sẽ là một năm không tồi đối với người tuổi Mão. Năm sẽ không rực rỡ và tuyệt vời, nhưng sẽ là một năm tốt đẹp. Bạn không có những ngôi sao may mắn ở bên mình trong năm nay, do đó, bạn cần phải cẩn thận với những lựa chọn và quyết định của mình. Bạn cần cảnh giác với những diễn biến xung quanh. Hãy nằm ở mức thấp trong năm nay và đừng thực hiện những thay đổi lớn trong cuộc sống của bạn vì điều tương tự có thể sẽ phản tác dụng đối với bạn. Dự đoán năm 2021 tiết lộ rằng bạn sẽ cần phải trông đợi vào bản thân trong năm nay. Đừng phụ thuộc vào người khác để giúp bạn đưa ra quyết định liên quan đến cuộc sống của bạn. Bạn cần phải làm việc chăm chỉ hơn nữa để đảm bảo rằng bạn tiến gần hơn đến việc đạt được mục tiêu trong cuộc sống. Chú ý hơn đến chi tiết và hợp tác với những người khác để biến ước mơ của bạn thành hiện thực. Luôn luôn quan sát phía sau lưng của bạn khi làm việc với người khác bởi vì bạn không bao giờ biết ai ở ngoài kia sẽ đâm sau lưng bạn.
Theo tử vi 2021, năm nay bạn sẽ bướng bỉnh hơn tất cả các năm khác, tuy nhiên bạn cũng cần lưu ý để có mối quan hệ tốt với mọi người. Bạn nên luyện tập và học cách lắng nghe và giao tiếp tốt với người khác trong năm nay. Năm, tử vi năm 2021 tuổi Thìn. Bạn sinh vào năm 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 hoặc 2012. Dựa theo tử vi năm 2021, con rồng đại diện cho quyền lực, danh dự, may mắn, cao quý và thành công trong văn hóa truyền thống. Năm Tân Sửu sẽ có nhiều thăng trầm đối với người mệnh Thìn. Một số sao xấu sẽ không cho bạn tận hưởng một số điều tốt đẹp trong năm nay. Tuy nhiên, bạn nên biết rằng bạn phải kiểm soát vận may của chính mình. Tử vi tuổi Thìn năm 2021 tiết lộ rằng ngôi sao may mắn Thái Âm đang ở bên bạn. Âm đại diện cho giới tính nữ. Bạn sẽ có thể nhận được sự giúp đỡ từ những người bạn nữ và đồng nghiệp của mình khi bạn gặp khó khăn. Bạn nên cẩn thận với những người bạn mà bạn giữ vì một số người trong số họ có thể đâm sau lưng bạn. Năm nay, bạn nên tôn vinh những điểm mạnh của mình và khắc phục những điểm yếu của bạn. Hãy quan tâm đến cuộc sống của bạn và tránh xa việc kinh doanh của mọi người. Năm sẽ bắt đầu khó khăn, nhưng khi nó tiến triển, mọi thứ sẽ diễn ra theo hướng tốt hơn cho bạn. Dự đoán của tử vi năm 2021 tiết lộ rằng bạn nên làm việc chăm chỉ để đạt được những điều bạn muốn trong cuộc sống. Năm nay bạn nên học cách tiết kiệm và sử dụng tài chính một cách khôn ngoan. Tập trung sức lực của bạn để tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn cho chính bạn và những người thân yêu của bạn. 6. Tử vi năm 2021 tuổi Tỵ. Bạn sinh năm 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 và 2013. Tử vi năm 2021 tiết lộ rằng năm nay sẽ là một năm tốt đẹp đối với bạn vì những ngôi sao may mắn đang chiếu sáng cho bạn. Những rung động và năng lượng của họ đang được cảm nhận trong mọi khía cạnh của cuộc sống của bạn. Tình yêu sẽ đến với tất cả những người tuổi Tỵ trong năm nay. Sự nghiệp của bạn sẽ đưa bạn đến địa vị nổi tiếng và được yêu thích giữa các đồng nghiệp và đồng nghiệp của bạn tại nơi làm việc. Trường học sẽ diễn ra tốt đẹp cho những ai vẫn đang theo đuổi con đường học vấn của họ. Có khả năng năm nay bạn sẽ được thăng chức tại nơi làm việc. Dự đoán năm 2021 tiết lộ rằng năm nay bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ từ nhiều bạn bè và gia đình của bạn. Bạn gặp may mắn trong năm nay vì mọi thứ trong cuộc sống của bạn sẽ diễn ra tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, bạn nên cảnh giác trước những trở ngại và thách thức sẽ đến với bạn bất kể bạn đang làm tốt như thế nào. Tử vi tuổi Tỵ năm 2021 dự đoán rằng những người thân yêu của bạn sẽ luôn ủng hộ bạn trong mọi nỗ lực của bạn. Tuy nhiên, bạn nên cẩn thận về những gì phát ra từ miệng của bạn. Ngoài ra, hãy cẩn thận với những người bạn tương tác bởi vì bạn không bao giờ biết ai sẽ đâm sau lưng bạn vào một trong những ngày phạt tiền này. 7. Tử vi năm 2021 tuổi Ngọ. Bạn sinh vào những năm 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 hoặc 2014. Tử vi tuổi Ngọ năm 2021 tiết lộ rằng không có thay đổi lớn nào sẽ xảy ra trong năm nay trong cuộc sống của người tuổi Ngọ. Bạn có ảnh hưởng và rung động, do đó, bạn nên cẩn thận không đầu tư lớn trong năm nay. Đây cũng không phải là một năm thuận lợi để bạn di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Bạn sẽ bị choáng ngợp với tất cả những thách thức trong cuộc sống của bạn trong năm nay và bạn sẽ trở nên thất vọng. Bạn không nên để những thách thức và trở ngại này lấn át bạn. Tận tụy có nghĩa là bạn sẽ có thể vượt qua từng người một. Hãy tin tưởng vào bản thân để vượt qua bất kỳ thử thách nào đến với bạn. Bạn nên học hỏi từ những sai lầm của mình và rèn giũa cho tương lai sự tự tin và mạnh mẽ. Bỏ lại quá khứ và tập trung vào những gì tương lai dành cho bạn. Bạn nên học những bài học quan trọng trong cuộc sống thông qua những kinh nghiệm mà bạn trải qua. Dự đoán của tử vi năm 2021 tiết lộ rằng bạn có cơ hội làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn bằng cách đưa ra những quyết định đúng đắn trong cuộc sống. Bạn nên tận dụng những khoảnh khắc khi bạn đang ở trên đỉnh cao và khắc phục những điểm yếu của mình. Mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn cho bạn trong năm nay vì có những người sẵn sàng giúp đỡ bạn. 8. Tử vi năm 2021 tuổi Mùi. Bạn sinh vào những năm 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 và 2015. Đây sẽ là một năm đầy thử thách đối với người tuổi Mùi.
Bạn cần phải tỉnh táo hơn trong năm nay vì có sự xung đột giữa Mùi và người tuổi Sửu. Theo tử vi năm 2021 của tuổi Mùi, hãy đảm bảo rằng bạn kiểm soát được cuộc sống của mình để không đánh mất những việc quan trọng vì tính nóng nảy của mình. Người tuổi Mùi sẽ có những thách thức trong năm nay, giống như người tuổi Sửu. Giữ một trạng thái thấp trong năm nay và xem mọi thứ đang hình thành trước mắt bạn. Bạn không nên thực hiện bất kỳ thay đổi, quyết định và lựa chọn lớn nào có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của bạn. Đừng thay đổi bất cứ điều gì cho đến khi năm bắt đầu làm việc có lợi cho bạn. Bạn sẽ giải quyết các vấn đề trong cuộc sống của mình với sự giúp đỡ của ngôi sao may mắn. Hãy chú ý đến cảm xúc của bạn. Đảm bảo rằng bạn không để cảm xúc của mình trở nên tồi tệ hơn trong năm nay, bất kể điều gì đang xảy ra trong cuộc sống của bạn. Những điều tuyệt vời sẽ đến với cuộc sống của bạn vào cuối năm vì mọi thứ sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. 9. Tử vi năm 2021 tuổi Thân. Bạn sinh vào những năm 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 và 2016. Năm 2021 sẽ là một năm tuyệt vời đối với người tuổi Thân. Những người này có một số ngôi sao may mắn trên đường chân trời của họ. Năm sẽ bắt đầu tốt đẹp và nó sẽ kết thúc tốt đẹp đối với họ. Tử vi tuổi Thân năm 2021 tiết lộ rằng những thay đổi lớn đang đến với bạn và bạn sẽ phải chấp nhận chúng để làm cho cuộc sống của bạn tốt hơn. Danh tiếng và tài sản sẽ là phần của bạn trong năm nay. Dựa trên tử vi năm 2021, bạn sẽ có thể kết giao tốt với những người trong mối quan hệ cá nhân và nghề nghiệp của bạn. Những cơ hội tốt lành mới đang đến với bạn và bạn cần phải tận dụng chúng một cách tốt nhất. Mọi thứ sẽ diễn ra theo cách của bạn, bao gồm sự nghiệp, tài chính và học vấn của bạn cùng những thứ khác. Năm 2021 của tuổi Thân là một dấu hiệu cho thấy bạn sẽ tìm thấy những ngôi sao may mắn từ những người hoặc một người mà bạn gần gũi. Người này hoặc những người khác sẽ có thể giúp bạn giúp đỡ và đưa bạn đến với sự vĩ đại. Tuy nhiên, bạn nên cẩn thận về cách bạn tương tác với mọi người. Trung thực và trung thực trong giao tiếp của bạn với mọi người. 10. Tử vi năm 2021 tuổi Dậu. Bạn sinh vào những năm 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 hoặc 2017. Tử vi tuổi Dậu năm 2021 tiết lộ rằng bạn nên chuẩn bị tinh thần cho một năm tuyệt vời với những cơ hội tuyệt vời trong năm Tân Sửu. Năm nay, bạn sẽ có thể biến hầu hết các ước mơ của mình thành hiện thực. Có sự hòa hợp giữa người tuổi Dậu và sao Thái Âm. Mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn trong cuộc sống của bạn, bất kể những trở ngại nào cản trở bạn. Thành công là phần của bạn, miễn là bạn sẵn sàng làm việc vì điều đó. Hãy theo đuổi những điều bạn muốn trong cuộc sống vì bạn sẽ thành công. Bạn bè và gia đình sẽ đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của bạn trong năm nay. Họ sẽ ở bên bạn từng bước khi bạn theo đuổi những điều bạn đam mê. Theo dự đoán của tử vi năm 2021, bạn nên đánh giá cao tất cả những người tạo ra tác động tích cực trong cuộc sống của bạn. Hãy biết ơn những phước lành mà bạn có được trong cuộc sống của mình. Hãy kết bạn trong cuộc sống này thay vì gây thù chuốc oán. Hãy luôn sẵn lòng làm điều tốt cho những người luôn ủng hộ bạn. Đảm bảo rằng bạn có sự hỗ trợ của họ khi họ cần. 11. Tử vi năm 2021 tuổi Tuất. Bạn sinh vào những năm 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 hoặc 2018. Theo tử vi tuổi Tuất năm 2021, năm Sửu là một năm hỗn hợp đầy thăng trầm đối với người tuổi Tuất vì có vô số thử thách. Bạn phải tỉnh táo và cẩn thận trước những quyết định và lựa chọn mà bạn đưa ra trong năm nay. Đảm bảo rằng bạn không gặp rắc rối vì những lời nói ra khỏi miệng của mình. Tử vi năm 2021 tuổi tiết lộ rằng sự nghiệp và tài chính của bạn sẽ ở phía may mắn. Bạn sẽ phải dạy mình cách tiết kiệm và cách giảm thiểu việc sử dụng tiền. Sử dụng tiền vào những thứ cần thiết hơn là vào những thứ xa xỉ. Hãy coi chừng những kẻ đâm sau lưng đang bao vây cuộc sống của bạn. Đừng tin tưởng tất cả mọi người chỉ vì họ thân thiện với bạn. Vì vậy, nhiều người sẽ sẵn lòng giúp bạn thăng tiến trong cuộc sống trong năm nay. Bạn nên chấp nhận sự giúp đỡ và đánh giá cao mọi người đang nỗ lực. Một số người sẽ luôn ủng hộ bạn và họ sẽ ủng hộ những nỗ lực của bạn trong cuộc sống. Chỉ tin tưởng những người đã ở bên bạn lâu nhất có thể. 12.
Tử vi năm 2021 tuổi Hợi. Bạn sinh vào năm 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 hoặc 2019. Tử vi tuổi Hợi năm 2021 tiết lộ rằng năm nay người tuổi Hợi sẽ khá ổn, nghĩa là nó sẽ không quá khủng khiếp cũng không quá xuất sắc. Bạn phải tỉnh táo hơn bình thường vì những sao xấu không ở bên bạn trong năm nay. Bạn nên cẩn thận với những quyết định và lựa chọn mà bạn thực hiện trong cuộc sống. Theo tử vi năm 2021, bạn sẽ phải giữ thái độ bình tĩnh để có một cuộc sống không có kịch tính trong năm nay. Năm nay bạn không nên thực hiện những thay đổi lớn như mua tài sản hay thậm chí là mua xe, nhà. Chỉ cần sống một cuộc sống thoải mái sẽ giúp bạn vượt qua cả năm cho đến thời điểm những ngôi sao may mắn của bạn sẽ xuất hiện ở đường chân trời. Năm nay bạn sẽ có rất nhiều cơ hội để đi du lịch đến những nơi khác nhau. Dự đoán tử vi năm 2021 tiết lộ rằng hành động của bạn trong năm nay sẽ quyết định liệu chuyến du lịch của bạn có gặp vấn đề hay sẽ ổn. Năm Tân Sửu 2021, bạn sẽ tin tưởng vào bản thân mình hơn người khác. Bạn cần phải làm việc chăm chỉ hơn nữa để biến ước mơ của mình thành hiện thực. Cảm ơn các bạn đã xem video.